Và Sa Đô Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh và xa quanh toàn quốc. Kính thưa quý vị nhìn thấy những cái hình ảnh xe cầu, chắc quý vị đã hiểu triển lãm Hải Dương đã bế mạc và một số nhà vườn những cái tác phẩm ở ngay đầu cổng đã đến lấy trước, và đến ngày mai và ngày kia là những ngày giả cây chính. Một ít phút nữa thì Lão Mai Đại Thọ và Độc Long Kim Cương sẽ được lên xe để trở về vườn. Mà xa xa chúng ta nhìn thấy cái khu vườn cây, cái dãy cây của nhà vườn anh Dũng Tân cũng đã cẩu lên xe rồi. Vì nhìn thấy một số tác phẩm đã được cẩu lên xe rồi. Ông Sa Đô Huy cũng xin được gửi cái lời cảm ơn tới tất cả các nhà vườn đã mang những tác phẩm về đóng góp với triển lãm Hải Dương. Và một lời cảm ơn chân thành nhất tới ban tổ chức. Ban tổ chức đã đồng lòng đồng sức và đã rất là vất vả cố gắng để tổ chức một cái sân chơi lớn này cho quý vị yêu cây cả nước được chiêm ngưỡng những tác phẩm mãn nhãn. Và cuộc vui là cũng đến hồi kết, và chúng ta nhìn thấy cái xe cẩu chỉ mấy hôm trước chuyển tác phẩm đến thì hôm nay lại đến chuyển về. Chúng ta thực sự là cái giây phút chuyển về này, đến thì rất là vui nhưng mà chuyển về chúng ta muốn được chiêm ngưỡng, được ngắm ở đây lâu hơn thế này. Cuộc vui nào cũng có một cái thời gian nhất định. Chuẩn bị Lão Mai Đại Thọ và Đồng Long Kim Cương lên xe quý vị nhé. Chào em Hiền xinh đẹp. Em ơi, em trực tiếp bàn giao tác phẩm à? Hôm nay bàn giao tác phẩm quanh từ giấy, chính diện sân nên cho về sớm trước ngày. Cái giây phút bàn giao tác phẩm này em có cảm nhận gì? Có thấy lưu luyến không? Em vì này em chỉ có người em lưu luyến thôi, chứ còn đây em cũng không lưu luyến lắm. Không lưu luyến lắm à? Mỗi người lưu luyến à? Dạ vâng. Thưa quý vị, em Hiền là người trong ban tổ chức rất là vất vả, nhiều công việc. Và hiện nay này, một em gái mà phải... bao nhiêu các anh đâu mà bàn giao cây để cho em đứng trời mưa để bàn giao cây này. Khách VIP lên này, à khách VIP là phải điều em ra là bàn giao cây đúng không? Hải Dương thì đang mưa một chút quý vị ạ. Đó, quý vị nhìn thấy mọi người đang phải cầm những chiếc ô thì quý vị hiểu. Từ hôm nhận cây đến những ngày triển lãm chưa có một cái ngày nào mưa cả. Một cái ngày giả cây thì có một chút mưa. Có cái gì đó mang yếu tố phong thủy một chút quý vị ạ. Thời tiết phải nói Hải Dương này chưa có triển lãm nào mà Sa Đô Huy làm chương trình dự kiến cái thời gian triển lãm và thời tiết thuận lợi như vậy, quý vị tham quan về chắc hẳn là sẽ nhớ mãi về Hải Dương. Và Lão Mai Đại Thọ đang được chuyển lên xe quý vị nhé. Đang và lại một cái giây phút hồi hộp nữa thì tác phẩm cầu lên xe. Quý vị nhìn thấy hình ảnh rất là đẹp khi tác phẩm Lão Mai Đại Thọ đang được lên xe. Lại hẹn mùa sau và lại hẹn triển lãm sau thì chúng ta lại chờ đợi
những cái tác phẩm quý này đi tham dự. Và tiếp tục là tác phẩm Độc Long Kim Cương. Độc Long Kim Cương đang được cẩu lên, quý vị nhé. Có sao đâu, nhìn từ xa mà thích cái màu đồng quá quý vị ạ. Trời mưa, trời mưa nhìn tác phẩm có lông trước đã trượt khủng khiếp thật quý vị. Chào anh Khanh nhá, anh ơi. Cái bông trên đấy, bông trên đấy. Anh Khanh ơi, cái bông trên kìa. Độc Long Kim Cương đang được cẩu lên xe rồi quý vị ạ. Một tác phẩm siêu phẩm đang được chuyển về vườn. Anh Trường lần này mang 6 tác phẩm thì chắc phải 3 chuyến cẩu thì mới hết quý vị ạ. Tác phẩm thứ hai đó là Độc Long Kim Cương đã được lên xe xong. Anh ơi chào anh nhá, vừa thấy bận quá hả? Một chuyến này được mấy cây anh? 2 cây. Chuyến này 2 cây thôi hả? Thế phải 3 chuyến nhỉ anh nhỉ? Quý vị vừa được xem, được chiêm ngưỡng quá trình lên xe của 2 tác phẩm Lão Mai Đại Thọ và Độc Long Kim Cương. Và trước mắt quý vị là Thuận Buồm Xuôi Gió. Thuận Buồm Xuôi Gió thì chuyến sau, từ giờ đến tối thì những cái tác phẩm của anh Trường sẽ được chuyển về vườn hết. Bởi vì những tác phẩm của anh Trường là những cái tác phẩm đến sau, nhưng cũng là những tác phẩm anh mang về trước. Anh mang về trước để thuận tiện cho quý vị vào nhận cây trong ngày mai. Ở đây là cái lối chính. Quý vị nhìn lại những cái tác phẩm của anh Trường một chút, của đại gia Trường Giấy Hải Dương trước khi về vườn. Mà trời mưa thì chúng ta nhìn thấy những tác phẩm đã như thế nào, phê thế nào. Thiên Long Mộc Thạch ngay trước mắt quý vị. Đã nhiều thước phim mà Sa Đức Huy chia sẻ rồi. Và sẽ xin phép quý vị là không mà bình phẩm những cái đường nét ấn tượng của tác phẩm nữa. Và chỉ quay cho quý vị cảm nhận thôi. Đã quá ấn tượng rồi. Quý vị về Hải Dương thì quý vị trong ngày mai thì nên trang bị nón ô, vì thời tiết thì có một chút mưa. Và kính thưa quý vị, Bò Sát Đức Huy vừa gửi tới quý vị một cái thước phim quá trình lên xe của 2 tác phẩm Lão Mai Đại Thọ và Độc Long Kim Cương về vườn anh Trường Giấy. Bò Sát Đức Huy đến đây thì xin phép quý vị dừng lời ở đây. Bò Sát Đức Huy xin trân trọng cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị đã đồng hành với triển lãm Hải Dương trong
một thời gian vừa qua. Và sau khi đến đây thì xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị ở những thước phim sau, những triển lãm sau. Xin chào, chào tạm biệt quý vị.